Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị những cái dòng xe phổ thông rất là bền, những cái dòng xe thuộc dạng bình dân đó, và ít có hư hỏng vặt nha các bạn. Rồi, và sau đây em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe đầu tiên đó là một chiếc xe siêu xe. Thật ra đây là một chiếc xe Honda Super Cup 50 82 nha các bạn. Đây là có bẩn còn nguyên nhưng mà chưa có ráp vô được nha các bạn. Mới thấy nó ghê quá thì phải mua cái bẩn bỏ vô đó. Sau này xe nó xấu nhưng mà có cái bẩn này cũng lịch sự tí. Và xin thưa với các bạn, các anh chị, đây là chiếc xe Cup 50, đây 51ZC2092. Và với chiếc xe Cup 50 này thì em mong muốn bán với giá là 5.700.000, 5.700.000 cho một chiếc xe Honda Super Cup 8250. Xe này cũng khá là xấu nha các bạn, khá là xấu nhưng mà nó được cái nó cũng bệt, nó cũ theo năm tháng rồi, người ta đi thì người ta cũng không có tu bổ gì đâu, nhưng mà được cái máy nó bền, cài tốt, rồi lại xăng. Bây giờ xăng lên giá thì đi mấy xe này cũng rất là có lý, bền. Và một lần nữa em xin thưa lại là đây là Cup 8250 và em mong muốn bán với giá là 5.700.000. Rồi, em xin cảm ơn. Và qua kế nữa là một chiếc xe cũng là Cup nhưng mà đời cao hơn một chút nha các bạn, sạch sẽ hơn, đó là Cup 8750, cũng 50 nhưng mà là Cup 87 đó, Cup 87 có đề đó, 87 là có đề nè các bạn đó, đề ở đây, bấm đề vô đây nhét cái nổ máy êm, xe liền lạc sạch sẽ, không có một mọt chỗ nào hết nha các bạn đó, đồng cò máy móc im. Em này mang biển số là 59FA03179. Và với chiếc xe Cup 8750 này thì mình mong muốn bán với giá là 15.600.000, 15.600.000 nha các bạn đó. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Còn kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe phổ thông bình dân, đó là xe Honda Way RSX màu trắng đen, xe siêu nhân, Honda Way siêu nhân. Và với chiếc xe này, và với chiếc xe Honda Way này thì mình mong muốn bán với giá là 8.200.000, 8.200.000 cho một chiếc xe Honda Way siêu nhân, máy cực êm nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Rim lùng đó, Honda Rim lùng màu nho, Honda Rim lùng màu nho. Em này mang biển số là 52K2 9463. Và với chiếc xe Honda Rim lùng này thì đi cày rất là tốt các bạn, máy móc thì rất là êm, đi cày thì rất là tốt. Và với chiếc xe Honda Rim lùng này thì mình mong muốn bán với giá là 10.600.000, 10.600.000. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way đó. Đây là, xin thưa với các anh chị, đây là chiếc xe Honda Way, Way Pha, không phải, đây là Way Thái 100 nhưng mà là dán tem Way Pha, thay vàng áo Way Pha đó. Em này mang biển số là 51U35490. Và với chiếc xe này thì em mong muốn bán với giá là 10.000.000, 10.000.000 nha các bạn, 10.000.000 cho chiếc xe Honda Way Thái 100 nhưng mà thay dàn áo quen pha, quay lóc đen, quay Thái 100. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Future, Honda Future, chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger. Chiếc xe này thì nó cũng mình thấy nó hơi cũ các bạn à, xe cũng hơi cũ. Và với chiếc xe này mang biển số 53S68837. Và với chiếc xe Honda Future này thì mình mong muốn bán với giá là 15.500.000,
15.500.000. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Future tuyệt đẹp luôn. Honda Future tuyệt đẹp luôn. Đó, Honda Future cũng màu xanh, xanh Tiger. Nhưng mà chiếc xe này rất là liền lạc, rất là đẹp. Đẹp hơn xe đó, đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Xe đầu nồi chưa rớt luôn, nước sơn zin. Tất cả mọi thứ là zin hết luôn. Xe này em nó mang biển số 52K49154. Và với chiếc xe Honda Future zin đầu nồi chưa rớt này thì mình mong muốn bán với giá là 21 triệu zin luôn, đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Đó, máy cực kỳ êm, xe chính chủ bao ký giấy sang tên toàn quốc. Rồi, và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way, Way pha, Way lốp đen nè các bạn. Nhưng mà nó xấu, xe này nó rất là xấu. À, xe nó xấu lắm, xe Honda Way nhưng mà nó xấu quá. Thì mình mong muốn bán với giá là 6.100.000, 6.100.000 cho chiếc xe Honda Way Alpha lốc đen. Đó, nhưng mà xấu lắm nha các bạn, mình xin thưa vậy. Nè các bạn thấy xấu không? Là đằng trước, đằng sau là bánh mâm mà đằng trước là bánh căm nè. Nó rất là kỳ cục. Đó, nhưng mà nó là cũng là xe Nhật thôi. Nó chỉ có đi cày là tốt thôi nha các bạn. Đó, 6.100.000. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu một cái chiếc xe cũng giá nó cũng vừa phải mềm mềm. Đó là chiếc xe Suzuki. À, Suzuki Revo. Và chiếc xe Suzuki Revo này em nó mang biển số là 59D126347. Đó, và với chiếc xe Suzuki Revo này đó thì chạy cục máy xe này thì cũng giống như là mấy chiếc Viva các bạn. Và với chiếc xe Suzuki Revo này thì em mong muốn bán với giá là 6 triệu nha các bạn. Và xe giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. À, rồi bao thử bao test các kiểu hết nha các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.